Đây là ứng dụng Momo, ứng dụng chuyển tiền trên smartphone đang hot tại Việt Nam. Để cài đặt lên điện thoại, bạn có thể đi vào Play Store trên Android và App Store của iPhone tìm với từ khóa Momo. Cách đăng ký tài khoản cũng khá đơn giản, trong đó các thông tin sẽ ăn theo số điện thoại, đó cũng là tên tài khoản của bạn khi chuyển tiền. Tôi dùng ứng dụng Momo hơn 1 năm, nó trở thành phần mềm giúp tôi thanh toán điện nước nhanh, mua thẻ điện thoại, vé xem phim, chuyển tiền về nhà, thậm chí cho bạn bè mượn hay ngược lại. Để có tiền trong Momo, bạn cần nạp tiền. Có nhiều cách khác nhau, đơn giản nhất là dùng thẻ Visa, Master hoặc liên kết với các ngân hàng như Vietcombank, VPBank, OCB hoặc các thẻ ngân hàng nội địa. Cách thứ hai, bạn có thể ra hàng nghìn điểm giao dịch Momo trên toàn quốc để nộp tiền mặt vô tài khoản. Đây cũng là nơi bạn có thể rút tiền mặt nhanh. Các điểm này đều có ngay trên ứng dụng, bạn có thể tìm nhanh xung quanh mình. Cuối cùng, bạn có thể nhờ người thân, bạn bè gửi tiền vào ví Momo của mình. Có tiền trong ví bạn làm được gì? Đây là câu mà nhiều bạn bè của tôi hỏi khi thấy sử dụng phần mềm này. Đầu tiên, bạn có thể chuyển tiền cho một người cùng sử dụng ứng dụng Momo. Khác với ngân hàng, bạn không cần ra điểm thanh toán, chỉ cần chọn số tiền và chuyển nhanh cho người thân bằng chính số điện thoại bạn đã lưu trong danh bạ. Đây là cách phổ biến hiện nay nhiều người lao động đang chuyển tiền cho người thân. Cũng cách chuyển tiền này, bạn có thể mua hàng qua mạng nhanh hơn mà không cần chờ ngân hàng xác nhận. Chỉ vài phút, giao dịch đã được thực hiện. Thứ hai, bạn rất nhanh chóng để nạp tiền, mua thẻ điện thoại. Điều thú vị là Momo bán giá rẻ hơn bên ngoài. Ngay mà nhà mạng có khuyến mãi, bạn cũng nhận được khuyến mãi tương tự bên cạnh ưu đãi của Momo. Thứ ba, bạn có thể thanh toán hàng loạt các hóa đơn, dịch vụ khác nhau. Nổi bật trong đó là tiền Internet, tiền điện và tiền nước. Đây là các tiện ích tôi thường dùng nhất. Ngoài ra, điểm thú vị của Momo là tôi có thể mua vé xem phim và chắc chắn có chỗ ngồi tốt như tôi mong muốn trước 3 ngày. Vào thanh toán, vé xem phim ngay ở phần nổi bật. Tôi chỉ cần tìm bộ phim, giờ chiếu, chọn ghế là coi như xong. Ngoài ra, bạn cũng có thể trả các dịch vụ online, thẻ game, bình chọn chương trình giải trí, đóng các khoản vay tiêu dùng. Việc khởi tạo một tài khoản trên ứng dụng Momo khá nhanh, bên cạnh đó người dùng dễ dàng thanh toán, mua sắm, gửi tiền nhanh. Đây là ứng dụng trên di động được nhiều người chọn lựa hiện nay.